Chào mừng bạn đến channel Trải nghiệm Game. Mặc dù hiện nay là thời đại xạ thủ và meta phương chúng chịu đi qua, nhưng dư âm và sức mạnh của các tướng chúng chịu luôn còn, đặc biệt sức mạnh của bọn chúng cực kỳ đáng sợ. Điển hình là giải đấu AIC vừa qua, thì sức mạnh của Sennel siêu trâu ra sao chắc chắn anh em thấy được. Vậy để khắc chế và làm gỏi các vị tướng này, chúng ta cần điều gì? Và ad bất mí đó là sát thương phần trăm máu. Sát thương phần trăm máu chính là sát thương tính thẳng vào máu đối thủ mà không liên hệ gì tới giáp và giáp phép, nên đây là giải pháp tốt nhất. Ngay bây giờ cùng tìm hiểu top 5 tướng khắc tinh tanker tại mùa năm bằng sát thương phần trăm máu. Nào bắt đầu. Trước khi vào tìm hiểu các vị tướng, em giới thiệu cho anh em đó chính là kiếm Phanix và mặt nạ Berit. Chắc các bạn đang rất bất ngờ và thầm chửi, thằng S này đang nói về tướng sao lại lôi cả trang bị ra. Thì S xin bật mí rằng tướng thì có chiêu thức mà trang bị thì có nội tại. Nếu chỉ giới thiệu các vị tướng thôi thì làm khó anh em quá, vì một số anh em không có vàng mà mua các vị tướng, hay là không thích các vị tướng đó thì sao. Vậy S giới thiệu trang bị mà bất kỳ vị tướng nào đều có thể lên, nhưng chỉ hợp nhất với một vài vị tướng đặc thù thì mới hoàn toàn phát huy ra sức mạnh. Đầu tiên là kiếm Phanix. Với thanh kiếm này chúng ta sử dụng cho vị tướng thiên về đòn đánh thường. Tại sao S không nói dành cho tướng sát thương vật lý? Vì nội tại của thanh kiếm này lấy 8% lượng máu hiện tại của mục tiêu chuyển thành sát thương vật lý qua các đòn đánh tay. Đây là mấu chốt, vì tướng muốn sử dụng tốt trang bị này phải thiên về đánh tay và đánh nhanh các điển hình như là Nagrod, các xạ thủ và các vị tướng đi solo đường như là Kirot. Sắp ra mắt cực kỳ yêu thích trang bị này. Nói đơn giản hơn thì tướng nào đòn đánh tay nhiều và nhanh thì nên dùng. Nhờ trang bị này mà các bạn có thể hành đơn giản các tướng siêu châu bò mà không cần quan tâm hắn ta bao nhiêu giáp. Trang bị thứ hai chính là mặt nạ Berit. Đây là trang bị gây thêm sát thương phép tương đương với 4% máu hiện tại của mục tiêu. Với trang bị này phù hợp với đại đa số các pháp sư hoặc các tướng dùng sát thương phép vào các tần suất gây sát thương nhiều lần và liên tục. Nhờ trang bị này, việc giải quyết các tướng châu bò với giáp phép đầy đủ là việc không khó khăn. Hai trang bị này rất quan trọng, chỉ cần các bạn biết phối hợp và sử dụng chắc chắn hiệu quả cực cao. Và điểm đáng lưu ý, các trang bị này rất hot với meta hiện tại, nên anh em cứ xài, không cần phải lo xài nhầm đồ cổ. Top 5 Thền. Vừa rồi là hai trang bị chúng ta cho các vị tướng khác nhau, bây giờ mới là các tướng hay ho của chúng ta. Thền xuất hiện tại chủ đề này không phải bởi khả năng gây sát thương vật lý, mà là nhờ chiêu cuối Excalibur. Chính nhờ chiêu thức này giúp cho Thền cực kỳ đáng sợ. Điểm hay của chiêu thức này không chỉ có sát thương chuẩn mà còn có sát thương phần trăm máu vô cùng quan trọng. Với hắn ta chỉ cần một chiêu cuối còn lại đều chống chịu thì Thền hoàn toàn vượt trội so với các tướng tanker khác. Với khả năng sốc sát thương kết thúc con mồi này, chúng ta thường quen thuộc với bộ combo Thền và Murad cực kỳ vang danh. Vậy nên nếu bạn muốn chơi một tướng trợ thủ có khả năng sốc sát thương mạnh thì nhớ chơi Thền. Đừng quên hắn ta còn có một biệt hiệu đó chính là Thánh KS. Vậy nên đừng nghi ngờ về sát thương hắn ta có thể gây ra là cực kỳ nhiều đó nhé. Chắc chắn việc có Thền trong đội hình khiến hàng chắn của đối thủ phải lo lắng không thôi. Top 4 Oma. Lại là một trợ thủ khác, lần này là một tướng Rom hàng hiệu và siêu mạnh, đó chính là Oma. Với sức mạnh của Oma thì chúng ta không cần phải tranh cãi làm gì cả. Thứ hắn ta có chính là nội tại gây sát thương phần trăm máu và hồi 4 giây. Một điểm mạnh của chiêu thức này chính là có độ hên xui nhưng lại được kích hoạt từ mọi chiêu thức và đòn đánh thường. Đó chính là điểm mạnh của hắn ta so với các vị tướng khác. Mặc dù hiện nay chúng ta quá quen với Oma đi roam đường, nhưng sự thật chứng minh là ở các bậc rank thấp các bạn hoàn toàn có thể cầm Oma đi cân team. Bởi trước khi trở thành một tướng roam mạnh thì Oma chính là một tướng solo đường kinh công rất bá, nên việc chúng ta có thể tận dụng và phát huy mọi sức mạnh và tiềm năng của Oma là không khó. Nhớ sử dụng anh chàng này để khắc chế tướng chống chịu siêu mạnh của đối thủ đặc biệt và bảo kê đồng đội rất tốt. Top 3 Batman. Batman hot ở vai trò đi rừng và roam cực kỳ bá. Khoản đi rừng thì không cần phải nói nhiều, bởi chất tướng cùng chiêu thức cho phép Batman giải quyết các đám tài nguyên đơn giản. Nhưng khi đi roam thì sao? Phép bổ trợ quán ta chính là cấm trụ thì cực kỳ bá, đặc biệt khi kết hợp cùng đồng đội và đánh theo team. Thì việc băng trụ ở cấp độ 2 hay là cùng đồng đội úp trụ mau chóng đè đường kiểm soát mục tiêu là đơn giản. Đó chính là sức mạnh của Batman mang lại. Batman là vị tướng đắt nhưng sắt ra miếng. Khả năng đánh phần trăm máu của hắn ta bắt nguồn từ phi tiêu rơi. Đơn giản là phóng phi tiêu và dồn sát thương, sau đó gây được càng nhiều thì 24% máu bị mất chuyển thành sát thương vật lý càng lớn. Vậy nên đừng dại gì mà coi thường Batman. Hắn ta dù đầu hay là cuối game đều mạnh. Đặc biệt khoản solo tay đôi 1v1 hắn ta rất đáng sợ. Chắc chắn với cái giá 28.888 vàng thì chỉ có anh em nào đam mê thì mới sắm. Nhưng một khi sắm chắc chắn bạn không hề thiệt thòi, bởi Batman xứng đáng với cái giá đó. Vì hiện nay ngoài chiến trinh thám thì không một tướng nào đi kiểm tra tầm nhìn cho đồng đội tốt nhất so với hắn ta.
Top 2, Greenock. Bọ Bá Tử là vị tướng đáng sợ trong khoản tấn công các tướng chống chịu. Hắn ta một thời được ngợi ca là vị tướng làm thịt các tướng chống chịu tối ưu nhất. Sức mạnh của Greenock trong việc khắc chế các tướng chống chịu chính là chiêu thức ấu trùng quỷ. Với chiêu thức này, Greenock phóng các ấu trùng gây sát thương và các ấn lên đối tượng. Khi hắn ta bồi thêm một đòn đánh thường, lập tức gây thêm tối đa 13% máu của đối thủ thành sát thương phép. Đó chính là ưu thế để Greenock đơn giản hạ các tanker. Điều quan trọng ở đây, cứ khi nào đánh trúng tướng và kích hoạt gây sát thương thành công thì được giảm 3 giây hồi chiêu. Đây chính là dấu mốc tại sao hiện nay Greenock mặc dù không còn là hot pick và ít người sử dụng, nhưng còn mạnh là bởi hắn ta chỉ cần các trang bị chống chịu và chỉ dùng chiêu thức ấu trùng quỷ để chơi và giao tranh thì đừng hỏi vì sao Greenock chỉ lên chống chịu mà lại mạnh như thế. Các trang bị giảm phần trăm hồi chiêu luôn là thứ cần thiết với Greenock để trở thành một sát thủ thực thụ. Vậy nên ở các bậc rank thấp, anh em cứ dùng Greenock đầu hay cuối game, hắn ta đều cực kỳ đáng sợ. Top 1, Slim là một xạ thủ nổi tiếng từ lâu với khả năng hạ sát các tướng chống chịu, chứ không phải là khi thời đại xạ thủ ra mắt thì thỏ ta mới nổi, chỉ là hiện nay nổi lên phênh hơn mà thôi. Khi có Slim thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đối thủ dám chơi tướng thiên về giáp ảo như là Gidu, Malok hay là Kret, và kể cả là cô nàng Ashit như hiện nay. Bởi khi có chiêu cuối thuốc cà rốt, Slim hắn ta đánh thẳng vào phần trăm máu, quá đáng sợ. Và hiện nay xu thế dùng thêm kiếm Phanix khiến cho Slim càng trở thành khắc tinh siêu đáng sợ của liên quân. Chỉ cần đối thủ chọn Malok hay là Kret hoặc là các tướng thiên về giáp ảo hay siêu châu khác thì cứ dùng Slim, hắn ta có thể cân được tất cả. Nhưng mở ngoặc phải được bảo kê để chơi nhé. Trên đây là top 5 tướng khắc tinh tanker tại mùa 5 bằng sát thương phần trăm máu. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.